Hôm nay thì em hướng dẫn lại cho các bác nhà mình một cái gợi ý với cái tầm tiền 200 hoặc 215 triệu mà các bác đang lăn tăn là không biết mua xe ô tô nào. Nếu như Morning và i10 mà cái form của nó hơi ngắn, hơi tù, mà các bác muốn mua bản sedan hai đầu nhưng với cầm tiền kinh tế cũng chỉ có 200 và 215 triệu thôi, thì hôm nay em đây hướng dẫn lên về một mẫu xe cho các bác nhà mình nhé. Một chiếc xe La City SE đời 2010 với động cơ trang bị 1.6, đặc biệt là em này là bản số sàn nhé. Bản số sàn, sedan hai đầu, form dáng đẹp, nước sơn màu xám đá nhìn rất là đẹp luôn. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ này, mặt ga năng đặc trưng của dòng La City SE đây các bác này. Bác nào mà đang quan tâm thì có thể kết nối trực tiếp cho em với số hotline 0354602790. Em đây Hương sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình nhé. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết luôn. Một dàn lốp của La City SE em nhìn đây các bác nhìn này, quay cận cảnh trực tiếp này vẫn còn khá là sâu luôn, ngón tay em thò vào khá là sâu luôn này. Gầm bệ thì em cũng nói không với mục mọt, na răng 5 chấu thể thao và có phanh ABS, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7/2023. Nước sơn màu bạc sáng này. À, em này thì có một chút là cái sơn bên ngoài chiếc kính này thì bác chủ cũ bác đi lùi vào nó hơi bị xước một chút thôi. Nên không sao cả nhá. Em vừa mới về nên em sẽ quay luôn cái này, em sẽ cho dọn rửa sạch sẽ đi. Quan trọng là máy số đúng không ạ? Còn xe ô tô cũ thì không thể tránh được một chút xước xác nhẹ đúng không ạ? Nhưng mà được cái là sao ạ? Keo chỉ cột kèo nguyên zin, bốn cánh cửa. Cột kèo zin, keo chỉ zin, đâm không đâm xô và không ngập nước. Quay chi tiết cả cận cảnh phần táp ni còn nguyên những cái hoa bóng như thế này. Móc khóa này, móc khóa sáng choang luôn các bác nhé, móc khóa sáng choang. Ốc nhái không vặn mở này. Nội thất bên trong mới cái tông màu là màu đen, đen kết hợp với màu kem, đồng nhất với táp ly và táp lô, đó là đen và kem nhìn rất là hài hòa đúng không ạ? Trần nỉ nguyên zin, lên màn hình Android cảm ứng rồi. Phía dưới cũng là trần da cũng là thảm da 6D và có cho em thảm rối này đồng nhất luôn. Nhìn khá là hài hòa khi mà tông màu quá là đẹp luôn ạ. Quan trọng là gì? Ốc nhái không vặn mở. 215 triệu cho bác nào đang quan tâm về mẫu xe tầm 200 hoặc hơn 200 một chút. Và bản sedan hai đầu nhá. Chỉ số gương kính này, tất cả liền đời, vì chắn mưa, tay nắm cửa ốp mạ chrome. Những cái tiểu tiết như vậy thôi cũng đủ thấy rằng bác chủ cũ là một người khá là giữ gìn xe đúng không ạ? Táp ly đây, không bóng không mòn nhá. Nội thất bên trong còn sạch sẽ gọn gàng cho em, trần nỉ nguyên nguyên zin này. Tất cả những đường dập lổi trên thân xe các bác nhìn này, thẳng lướt một lượt luôn. Một đường thẳng từ cụm đèn hậu phía trước chạy thẳng lên cụm đèn pha phía trên, rất là sắc nét này. Và la răng thể thao 5 chấu dạng phay đẹp rồi. Em cũng đã mở sẵn khoang cốp rồi các bác nhìn nhá. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này, lipo thể thao này, trần nỉ nguyên zin. Và quan trọng là gì? Máng nước hai bên đây, các cái bấm đinh tán nguyên bản từ nhà máy, có như thế nào thì vẫn còn giữ được nguyên. Chứng tỏ một điều là xe dù là khoang trên hay khoang dưới, phần kít hay phần đầu thì không hề có dấu hiệu va chạm. Đấy là điều chắc chắn rồi. Cắt cái lốt cắt này, các lốt thoát nước rất là sạch sẽ luôn. Khoang hành lý thì gọn gàng, la răng thể thao 5 chấu vẫn còn, lốp sơ cua dự phòng vẫn còn các bác nhé, còn nguyên bản luôn. Có cam lùi và có luôn cam hành trình và cũng có màn hình giải trí rồi, nói chung là đầy đủ hết rồi. Lắp luôn cả lipo thể thao đây ạ. Đèn hậu phía sau sáng, nói không với hấp hơi mở nước. Dàn lốp rất là dày dặn luôn, đi còn phải vài năm nữa các bác nhá, dày như thế này cơ mà. Các cái lông, các cái tua còn nguyên này. La răng thể thao. Ốc nhái không hề có dấu hiệu vặn mở luôn đấy nhá. Ốc này rất là sáng luôn. 215 triệu, còn bớt thêm, còn lọc lấy may cho các bác nhà mình. Gương kính thì liền đời rồi. Trên vô lăng của chiếc xe La City SE này thì có tích hợp các cái phím bấm cho em này, khóa khiển như các bác nhé, dùng khóa khiển này, đây khóa khiển của em nó đây. Màn hình OLED, củ số phanh tay sắc nét đây, điều hòa mắt lạnh, hai vùng sấy sẩy ghế và lấy gió ba vị trí này, điều hòa mắt lạnh, củ số phanh tay sắc nét, cần số cũng vậy luôn nhé. Ốc nhái không vặn mở, táp ni đây, toàn bộ phần này là phần da mềm này, còn phần trên này là phần nhựa cứng, nhưng mà các bác nhìn này, những cái vân, những cái hoa còn nguyên nhé. Cột kèo, keo chỉ nguyên zin. Nhiều bác nói rằng mua xe BMW Hương vừa dễ mua, vừa yên tâm. Vì sao ạ? Vì với cái tầm tiền 200 triệu hoặc là vài chục triệu các bác cũng có thể mua xe bên em rồi. Mà yên tâm thì như thế nào? Yên tâm là em đã cam kết không đâm xô, không ngập nước thì các bác cứ yên tâm đi nhá. La răng thể thao, phanh ABS, đèn này, halogen sáng choang luôn. Ngoại thất quay rồi, nội thất quay rồi. Bây giờ sẽ là trung tâm bộ lão của chiếc xe để các bác nhà mình tham khảo đây ạ. Đây các bác nhá, nhìn cho em kỹ này. Một chiếc xe La City SE 2010 máy Ecotec đây. Máy số của em này nhìn cũng khá là gọn gàng đúng không ạ? Riêng cái phần bên trái này, cụ giảm chất này,
các phần cổ hút như phần tai đèn thì đều được bịt kín rồi, nhìn rất là gọn gàng luôn. Sang bên đây, kể cả là khung răng sắt xi, em cũng zoom cận cảnh cho các bác nhà mình nhìn này. Tất cả các ống này, còn ốc này vẫn còn nguyên những cái bút chấm sơn này, ốc máy này. Đây ạ. Thật sự quá là đẹp luôn đúng không ạ? Một chiếc xe với cái tầm tiền chỉ có 215 triệu thôi. Các cái bấm đinh tán còn giữ được nguyên bản nhá. Còn giữ được nguyên bản cho lắp cabo. Máy số đại chất cho em ạ. Sơn xi thì em này sơn xi vẫn còn sơn xi zin mỏng tang luôn nhá. Việc sơn tỉa lại là không thể tránh được. Bác nào mua xe cũ có thể hiểu và thông cảm vấn đề đấy cho em ạ. Còn máy số em này là máy số đại chất luôn. 2010 giá chào bán là 215 triệu cho chiếc xe La City SE của em Lê Hương nhé. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, kết nối Zalo cho em 0354602790 để em Lê Hương tư vấn ạ. Đừng quên cho em Hương những lượt thích trang, những lượt đăng ký kênh. Vào 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.